này, chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ hai của đối đầu giữa Hangolite Esports và Nongshim. Hangolite vẫn ở bên phía của đội 1 và Nongshim đội 2. Rồi, bắt đầu với những lượt cắm và chọn, cảm giác như chưa có nhiều lắm những cái sự thay đổi đến từ cho cả đội tuyển, vẫn là Karma, vẫn là Lucian mà thôi. Để coi, phán thi đấu này vẫn Thresh, họ vẫn sẽ hạn chế đi những mẫu chất tướng ở khu vực dưới. Cấm Thresh là như đã nói để hạn chế đi những mẫu như là kiểu dạng Aphelios hoặc là Zin kết hợp cùng với Thresh ở khu vực dưới này. Kalista và Varus, y chang với ván thi đấu đầu tiên, có lẽ như cả hai bên đều vẫn sẽ giữ cái quyết định cấm và chọn của mình ở trong ván thi đấu thứ hai này. Nếu như có, sẽ là những cái biến số thay đổi đến từ những lượt chọn ở trong phase 1. Và chúng ta lại thấy cả cấm và chọn nó đang rất là giống so với game đấu đầu tiên. Nongshim sẽ có set, có vẻ như họ không quan ngại lắm cho cái việc mà Guri sử dụng set ở khu vực đường giữa và thua đường vị trí của Chovy. Nhưng nếu như mà để cho Chovy anh ta có thể mạnh hơn á, thì thực ra đúng là cá sấu ở giai đoạn ban đầu thì bạn là một vị tướng đánh ở giai đoạn đầu game thì mạnh thật. Nhưng nếu như giai đoạn về sau thì thực sự là cái lượng sát thương của cá sấu nó sẽ không còn được như ban đầu nữa. Nó sẽ bị giảm dần về giai đoạn về sau. Và nếu như bạn không thể kết hợp được với những người đồng đội của mình một cách thành công thì rõ ràng là cái sức mạnh của cá sấu nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và tôi nghĩ là Hangolite họ nên tìm cách nào đó hay là một cái sự lựa chọn mạnh hơn dành cho Chovy ở giai đoạn giữa và cuối game đấu. Nongshim đã có những sự thay đổi, họ sẽ có Rumble dành cho Peanut và Akali được khóa lại dành cho Hangolite. Khả năng đấy sẽ là Akali của Chovy này. Tôi rất mong chờ cái màn trình diễn của anh ta. Nhiều khả năng sẽ là như vậy, xác suất rất là cao dành cho khu vực đường giữa, dành cho Akali của Chovy. Có bài Lee Sin này sẽ được đẩy xuống vai trò đi rừng dành cho Arthur, và Viego sẽ được đẩy lên khu vực đường trên. Thông thường theo như cái meta này thì với việc mà xuất hiện của những con tướng đó thì nó sẽ tương đối hợp lý dành cho bên phía của Hangolite Sport. Còn ngược trở lại, sự thay đổi đến từ bên phía của Nongshim, mặc dù họ là đội tuyển giành được thắng lợi ở trong cái cặp trận vừa rồi, nhưng họ đã quyết định dành con bài Rumble của Arthur. Bởi vì Arthur như đã nói, cái tác động của anh ta ở dàn đầu của ván thi đấu đầu tiên á, nó cũng khá là lớn. KDA của anh ta tôi nhớ ở những thời điểm đầu á, là 302 cơ. Đó là một cái KDA khá là ổn. Và Gori quyết định là đánh một cái kèo kỹ năng ở khu vực giữa khi mà anh ta xách ra lập lăng. Lập lăng đang có tín hiệu để có thể quay ngược trở lại với meta trong cái đấu trường chuyên nghiệp, bởi vì cái khả năng ép đường và cái khả năng sốc chết một mục tiêu hoặc là out combat một mục tiêu ở dàn về sau vẫn rất mạnh mẽ. Có một cái điểm là Gori anh ta chọn sau nha, sau khi Akali của Hangolite được khóa vào thì Gori anh ta quyết định cầm lớp lăng. Tôi đang cảm thấy là ở cái khu vực đứng giữa, rõ ràng cái trận đấu trước là một trận đấu mà Gori anh ta không thi đấu tốt ở giai đoạn đi đường, và anh ta bị solo kill cũng như là áp đảo rất nhiều bên phía Chovy, nhưng anh ta vẫn tự tin để khóa lớp lăng ở cái ván thi đấu này, để xem anh ta có thể làm tốt với lớp lăng hay không. Bởi vì thực sự cái nếu như để cho lớp lăng có thể tác động vào những cái tình huống giao tranh thì bạn cần phải làm rất nhiều thứ nó khác hoàn toàn so với cái chất tướng set. Phase 2 thì Nongshim họ cầm đi cả Yumi cùng với Zeke. Trong khi đó thì Hangolite họ vẫn nhằm vào vị trí Độc Đam. Độc Đam là một trong những người chơi Ezreal và tôi nghĩ là cũng thuộc ở top trên của LCK. Nhưng mà ván thi đấu này thì chúng ta có thể thấy cái áp lực đến từ những con tướng xạ thủ nó nhiều nha. Akali một bên đến từ bên phía của Hangolite, và Viego với lại Lee Sin tương tự là như vậy. Còn bên phía của Nongshim cũng rất mạnh mẽ, với một cái mưa tên lửa của Peanut và khả năng áp sát đến từ các bài set của Rift, và chưa kể đó là lập lăng như đã nói trước đó. Soraka ở khu vực dưới, những lực cấm và chọn rất là thú vị đến từ cho cái phía những con tướng hỗ trợ bấp đã bị loại bỏ trong xuyên suốt cái giai đoạn cấm và chọn của cả hai ván thi đấu này. Soka lâu rồi mới không được xuất hiện ở khu vực đường dưới, nhưng vẫn là cái lượt lựa chọn được ưu tiên cấm đến từ bên phía của Hangolite. Thì bây giờ chúng ta đang có một cặp Senna Tahmken hoặc là Zin kết hợp cùng với Tahmken ở khu vực đường dưới. Còn nếu như mà muốn chơi theo cái kiểu dạng tấn công á, thì Bích với lại Nautilus cũng sẽ là cái phương án tốt dành cho Dep và Vista. Để xem cái sự lựa chọn đến từ Hangolite sẽ như thế nào. Tự nhiên tôi đang nghĩ đến bạn hoàn toàn có thể chọn Leona dành cho Viesta và Zing dành cho Dep cũng được. Hangolite đang muốn hướng đến Cockball Lulu à? Bởi vì Lulu không bị cấm và có vẻ như họ đang muốn hướng đến cái cặp đôi này. Chính nhỉ? Khả năng cao là như vậy. Cặp đôi thực ra thì Cockball và Lulu không mạnh ở giai đoạn đầu. Bạn cần phải có một cái lượng trang bị nữa. Lulu đi đường cũng không mạnh nhá. Và để xem họ sẽ xử lý như thế nào trong kèo này. Nongshim sẽ khả năng sẽ đẩy con set xuống khu vực đường dưới dành cho Kaylin, hoặc họ sẽ chọn thêm một hỗ trợ nữa khác dành cho Kaylin để set ở khu vực đường trên dành cho Rick cũng được. Có thể là cái phương án hoàn toàn có thể được lựa chọn nếu như Rick quyết định đánh một cái kèo kiểu dạng nặng về mặt kỹ năng như là rễ tân ở khu vực đường trên chẳng hạn, thì họ có thể đẩy con set này xuống cho vai trò hỗ trợ. Nhưng cái cặp Senna Tahmken là quá nổi tiếng rồi, đây là cái cặp có thể phản ứng ngược trở lại trong tình huống mà đối phương có ý định trao đổi chiêu thức. Thì Cockmore Lulu trong giai đoạn vừa qua cũng là một cái cặp đôi khá là mạnh ở khu vực đường dưới, nhưng căn bản cặp đôi này cũng sẽ có những cái thời điểm cấu rỉa máu tốt nha, cấu rỉa máu đến từ những đòn đánh tay khi mà bạn kích
cái cao xạ ma pháp kết hợp với những cái tình huống búp đúc và e đến từ Vista để có thể gia tăng thêm khả năng gây sát thương từ tầm xa. Lúc đó nó sẽ cố gắng để có thể out tầm, nhưng out tầm với vị tướng tây xạ thủ nào khác chứ mà rất khó để có thể out tầm cùng với Senna, bởi vì Senna có khả năng để có thể phản công ngược trở lại. Thì để coi cặp đôi đường dưới góc bo Lulu của Depp và Vista sẽ như thế nào đây. Một ván thi đấu mà tôi nghĩ rằng Depp đang khá là tự tin đó, bởi vì như đã nói, ván thi đấu trước anh ta chơi con Sevilla thì phần nào đó nó còn cơ động hơn với cái việc mà có chiêu cuối đến từ Sevilla để có thể gia tăng thêm tốc độ di chuyển. Cockmo chả có bất kỳ một cái chiêu thức nào để giúp cho cái khả năng đào thoát của anh ta cả. Và trên một cái bối cảnh là anh ta đang chuẩn bị phải hứng chịu một cái áp lực đến từ lớp lăng, đến từ cái mưa tên lửa và chưa kể đó đến từ con bài set nữa. Có lẽ là đây là một ván đấu mà Depp anh ta hơi có một cái niềm tin vào Chovy á. Chovy anh ta không cầm cá sấu nữa, thay đó là Akali, một vị tướng có khả năng băng bổ vào cái đội hình của đối phương tốt. Và cái sự khó chịu của Akali với cái bộ combo nữa. Nếu như ở giai đoạn đi đường Chovy vẫn làm tốt ở ván đầu đầu tiên, anh ta đè bẹp được lớp lăng của Gori ở phía bên kia và sau đó liên tục gây sức ép ở những tình huống 5 năm, anh ta băng thẳng vào và khiến cho Dokdam không có chỗ chơi, thì rõ ràng ở vị trí đằng sau sẽ có rất nhiều khoảng trống để cho Depp anh ta có thể thoải mái xả sát thương với Lulu và các Sama Pháp. Nhưng vẫn cần phải nói là để xem Chovy có làm tốt được giống như ván đấu trước để tạo khoảng trống dành cho Depp hay không thì chúng ta vẫn phải chờ đợi để vào ván đấu thứ hai này đã. Sự tự tin của Depp tôi nghĩ là cũng có cơ sở mà thôi, bởi vì Chovy vẫn đang là người có phong độ cao nhất ở trong đội hình của Hanwha Lime mà. Và các bạn đừng quên các bạn đang theo dõi giải đấu LCK ở trên kênh LCK tiếng Việt bản quyền thuộc về Boxsport. Các bạn đừng quên để lại một like và một subscribe cũng như bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn đến từ LCK. Cảm ơn các bạn khán giả theo dõi rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng đừng quên follow fanpage và Facebook cá nhân của bình luận viên Linh Sang nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi chúng ta hãy cùng quay trở lại với những cái nhịp độ của ván thi đấu này. Thì đây vẫn là một ván thi đấu cực kỳ tự tin dành cho Depp và Vista. Không chỉ Depp bích một cái con tướng xạ thủ nó hơi bị kém cơ động chút xíu, Vista cũng không có hộ vệ dành cho Lulu. Thay vào đó là anh ta sẽ áp đảo trong giai đoạn đi đường đến từ cái triệu hồi Arichan. Một lối chơi đang khá là tự tin đó nha. Giai đoạn cấm và chọn kết thúc thì tôi cảm giác như bên phía của Non-Sim Bradford đang có được một vài những cái lợi thế nhất định. Phase 1 thì tạm thời bỏ qua, nhưng phase 2 với cái việc mà lựa chọn Dokdam sử dụng cho Brosena thì anh ta phần nào đó sẽ giảm đi cái áp lực đôi phần. Bởi vì anh ta là một mẫu chất tướng nhường farm, và nếu như anh ta bị sốc chết bởi Chovy thì cái tác hại của nó cũng sẽ được giảm đi đáng kể. Bởi vì anh ta nhường farm mà, thì cái lượng tài nguyên sẽ được tập trung vào những cái thành viên khác. Còn ngược trở lại, đội hình đến từ bên phía của Hanwha Lime đồng ý là có nhiều sát thương, nhưng họ gần như không có được cái khả năng chống chịu. Đôi phần nó đến từ cái việc mà Lee Sin lên được một vài những món trang bị mà gia tăng thêm cái lượng máu, chứ mà xét về chống chịu đơn thuần thì không thể nào đọ lại cùng với Tam Ken được farm, và chưa kể đó là câu bài set của Rick nữa. Đúng vậy, nếu như mà Hanwha Lime họ không có được một màn khởi đầu thuận lợi thì đánh ở giai đoạn về sau họ sẽ rất là thiếu chống chịu. Mà đối phương có hai vị tướng rất là trâu, đó là Rick cùng với cả Kaelin, thì đội hình của Hanwha Lime trông khá là giấy. Và họ cần phải làm khá là nhiều thứ ở trong những tình huống giao tranh, và đặc biệt là vị trí của Chovy cũng như là Dudu. Họ cần phải là những người tiên phong và khiến cho đội hình của Non-Sim bị quấy rối ở trong những pha giao tranh kiểu như vậy. Với việc là Dokdam cùng với Kaelin không phải hỗ trợ cho Peanut ở giai đoạn đầu của ván đấu, họ chủ động đẩy lính sớm và gây sức ép một chút vào vị trí của Viesta cũng như là vị trí của Depp. Dù Kaelin anh ta phải farm tay hơi ngắn để farm và sẽ bị cấu rỉa bởi Viesta cũng như là Depp ở phía bên kia, nhưng cái khả năng hồi máu ngược trở lại đến từ Dokdam cũng như là anh ta sử dụng Quy để cấu máu nó vẫn đang giúp cho cặp đôi đường dưới của Non-Sim khá là ổn. Vừa rồi thì Rick có một pha mà anh ta tiến lên tấn công vào Dudu với một tình huống can thiệp của Peanut, nhưng cái cú song thủ quyệt nó lại không thành công. Khá là tỉnh táo đến từ người chơi đứng trên của Hanwha Lime. Đánh vào rừng à. Rất thú vị trong ván thi đấu này khi mà cả hai sẵn sàng va chạm. Rick ở khu vực đường trên, lượng máu của anh ta tương đối là thấp nha. Arthur thấy lượng nhiệt của bên phía đối phương khá nhiều, anh ta tạm thời là không muốn giao tranh cùng với người chơi đi rừng của bên phía Non-Sim. Ở khu vực đường trên thì đang có lợi thế lớn dành cho Dudu khi mà anh ta đang là người lợi hơn về cái việc trao đổi chiêu thức. Phía đất vẫn chưa buông tha Arthur, anh ta đang cố gắng kêu gọi Gori đẩy đường ở khu vực đường giữa và sẽ di chuyển cùng với Phoenix. Một cái nhịp kiểm soát chúng ta có thể thấy về cái độ gắn kết thì bên phía của Non-Sim đang thi đấu rất là tập thể. Còn ngược trở lại thì Dudu cũng đang sẵn sàng cho pha thi đấu này, đợt lính ở khu vực trên đang được đẩy rất là cao. Và cái con cua trên nằm trong tầm kiểm soát đến từ Arthur.
Pinot anh ta muốn giữ lại cua trên nhưng mà cũng không thành công bởi vì đường trên của họ đã không có lợi thế, và nếu như cố dướn thì họ sẽ rơi vào một cái thế khá là nguy hiểm. Và đặc biệt là ở trong trận đầu, nếu như cái chất tướng như kiểu là Akali hay Viego có được điểm chiến công thì nó sẽ là một cái mối nguy hiểm rất đặt rất nặng lên các thành viên của NoSim. Và họ quyết định bỏ không dướn. Pinot vẫn sẽ di chuyển xuống khu vực mạn dưới của bản đồ và kiểm soát được cua, và nó vẫn sẽ là một đều về tài nguyên cua mà thôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì có vẻ như cái nhịp độ đi rừng của Pinot nó đang hơi chậm. Anh ta đang bị ao một chút về chỉ số lính so với Arthur phía bên kia. Arthur đã hoàn thành xong rất là sớm cái vòng rừng của mình. Trong khi đó thì bây giờ Pinot anh ta mới bắt đầu chạm cái vòng rừng đầu tiên với bãi ở khu vực mạn dưới của bản đồ. Đó là tình huống mà chúng ta có thể thấy Pinot cố gắng tạo đột biến với con bài Rumble của mình. Anh ta farm 3 bãi nửa trên bãi đồ và sau đó anh ta có ý định găng khu vực đường trên. Và ngược trở lại thì sau khi cái tình huống găng không thành công thì anh ta lại có ý định xâm lăng vào khu vực rừng. Nó khiến cho cái tốc độ farm của anh ta sẽ bị chậm lại, anh ta dành quá nhiều thời gian vào những cái câu chuyện khác. Ở khu vực trên, Rick chỉ còn lại cho mình đó 50% máu mà thôi, nhưng mà với một cái cuồng thú quyền và song thú trưởng để có thể gây một đôi phần hiệu ứng khống chế thì anh ta cũng không ngại trong thưởng băng trụ đến từ bên phía của Hangwalai Sport. Ngược trở lại, cặp đôi có khả năng hồi phục tốt đến từ Dokdam và Kaelin thì họ có được giai đoạn đi đường mà tôi đánh giá tạm thời vẫn tương đối là ổn á. Thì Dep cũng khởi đầu bằng cái việc mà anh ta cũng sẽ gia cố thêm khả năng hồi phục đến từ một đôi giày cũng như là 4 bình máu mà anh ta sở hữu. Một lối lên trang bị khá là thú vị đối với con bài cốc mò của Dep. Pinot khá là tự tin, anh ta mặc dù có một tình huống la móc điện trúng vào chỗ vi nhưng anh ta vẫn quyết định đứng lại và ăn đi cái bãi chim kiểu biến dị. Mặc dù không có được con chim to nhưng vẫn là những nguồn tài nguyên bị lấy đi. Anh ta đang bị chậm một chút về cái chỉ số lính so với Arthur, nhưng tôi nghĩ đó cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn dành cho Pinot ở thời điểm hiện tại. Cái ngưỡng sức mạnh đến từ con Rumble nó vẫn đang được đảm bảo trên người của Pinot mà thôi. Đây là khoảng thời gian mà rồng đầu tiên của bản đồ nó đã xuất hiện rồi, nhưng chưa có quá nhiều những cái động thái muốn tấn công rồng đến từ cả hai bên. Họ vẫn đang cố gắng farm đạt cho mình đủ cấp độ và can thiệp ở các khu vực đường là nhiều hơn. Nhưng có vẻ như là rồi. Pinot anh ta đang hơi chậm nhỉ, mới cấp độ 4 thôi, tức là cái mưa tên lửa nó còn khá là nhiều thời gian nữa anh ta mới có cấp độ 6, thì khả năng anh ở khu vực đứng trên nó hơi bị hạn chế đến từ Pinot. Tương đối là lâu, nếu như mà anh ta không hít lính ở khu vực đường nữa thì phải mất tới tận 52 chỉ số quái vật rừng thì anh ta mới đạt được cho mình đó cấp độ 6. Một tình huống cấp độ 6 đến từ Rick và anh ta đang chuẩn bị tấn công, đổi tốc biến, xin lỗi, đổi cái chiêu cuối tuyệt diệt đến từ Dudu trong tình huống tấn công vừa rồi. Một pha thi đấu có rừng ở phía sau đến từ Rick, cái độ tự tin của anh ta sẽ được gia tăng thêm. Ngược lại, Phoenix đang phải trả giá cho cái pha mà anh ta di chuyển đạo đột biến thì chưa mang lại nhiều dành cho những khu vực đường, và chính bản thân chúng ta cũng đang bị chậm khá nhiều ở cái vòng rừng. Chính Linh Sang cũng đã chia sẻ cấp độ 4 đến từ kỳ đất mà thôi, anh ta hiện tại đang thu một cấp độ so với Arthur. Arthur có mặt ở khu vực mạng dưới của bản đồ, họ có thông tin là Pinot ở mạng trên, nhưng Lulu anh ta đủ sức để bảo vệ bản thân của mình an toàn. Muốn ganh đến từ Arthur nhưng hơi khó, thực ra là năng lượng đến từ Dep cũng không còn nhiều nữa. Mặc dù cái cặp đôi của Dokdam cũng như là Kaelin tiến lên cao, nhưng quyết định không tấn công đến từ Arthur, họ cảm nhận là cái lượng sát thương đến từ Dokdam cũng có và cái khả năng hồi phục nữa. Họ sẽ không thể nào đủ lượng sát thương để có thể làm một điều gì đó và quyết định là lui về mà thôi. Có vẻ như đây là một ván đấu mà cặp đôi đường dưới của NoSim họ vẫn đang xử lý vô cùng tốt kèo đấu này. Sở hữu cái một vị tướng tay ngắn đó là Tamken để farm, nhưng anh ta vẫn đang giữ một cái chỉ số lính là ngang bằng và thậm chí nhỉnh hơn một chút so với cóc màu của Dep. Ngược trở lại thì Chao Vi vẫn đang làm khá là ổn ở khu vực đường giữa. Chỉ số farm của anh ta vẫn đang bắt nhịp tốt với thời gian của ván đấu, và thậm chí đang có được một vài những cái chênh lệch nhất định so với Gori. Và bên cạnh đó nha, Chao Vi cũng có tình huống đánh chặn vào khu vực bãi chim của mình cũng khá là tốt nha. Nó khiến cho Pidus không ăn được con chim to ở trong cái vòng rừng thứ hai. Những con bùa đỏ này thì đang được xâm lăng đến từ bên phía của Hàng Qua Lai. Và đó là một tình huống mà Pidus gặp nguy hiểm. Anh ta giải mưa tên lửa quá muộn, chiến công đầu dành cho Arthur. Một pha không có nhiều tầm nhìn đến từ bên phía của NoSim. Và Pinot hơi đáng tiếc khi mà anh ta không có tầm nhìn và anh ta đi thẳng vào ba người của đối phương đứng đợi ở trong đó. Và chiến công đầu nó rơi vào tay của Arthur, hơi đáng buồn. Nếu như mà nó rơi vào tay của Dudu thì có lẽ sẽ là đẹp hơn dành cho bên phía của Hangulai. Lại có đánh nhau, Rick anh ta song túi quyền giữ chân được ép được tốc biến của Arthur. Điểm mấu chốt trong tình huống di chuyển vừa rồi đó chính là Mista, anh ta có mặt ở khu vực đường bùa đỏ. Một cú hết phá, ôi đem tình huống tấn công khu vực đường giữa, Chovy có bom khói và anh ta không gặp nguy hiểm cho pha tấn công này đến từ bên phía NoSim, thậm chí là quay ngược trở lại, tấn công vào Gori. Và với sự trợ giúp của Kaelin thì Gori mới không gặp nguy hiểm trong tình huống này, bởi vì bản năng sát thủ vẫn đang còn trên người của Chovy. Chovy anh ta vẫn còn cho mình chiều cuối, may mắn dành cho Gori bởi vì là xung quanh anh ta vẫn còn đủ người và Chovy sẽ không quyết định băng vào trong tình huống vừa rồi. Một chút khoảng trống mở ra khi mà NoSim họ tấn công ở khu vực đường giữa thì Arthur anh ta đã
kiểm soát được con sứ giả đầu tiên của bán đấu dành cho Angolai. Con sứ giả mà nếu như bạn muốn đánh mạnh ở giai đoạn ban đầu hay thậm chí là muốn nhường tài nguyên dành cho Chovy hoặc là Dudu ở khu vực đứng trên hoàn toàn có thể được. Và để xem cái quyết định của anh ta sẽ là thả sứ giả ở đâu. Nếu thả đứng trên cũng được, bởi vì trước đó họ cũng đã lấy một vài những cái một chút những cái lớp giáp trụ ở đứng trên rồi. Đồng ý, khá thú vị dành cho bên phía của Hangwala Sport với cái cách vận hành Cosmo Lulu của họ. Với việc có Cosmo và Lulu nhưng họ vẫn tiếp tục để cho Cosmo tự chơi một mình ở khu vực dưới. Đây là lần thứ hai mà Vista Ram với một cái dây bạc thì tốc độ di chuyển của ta cũng sẽ là có. Và áp lực đến từ con sứ giả này của Arthur cũng sẽ được gia tăng. Vista bọc hậu phía sau chặn đường về đến từ Chris. Có dịch chuyển hay không? Không có dịch chuyển và đây sẽ là tình huống 3v1. Đánh Lulu chứ không phải Leona nhé. Bạn vẫn có thì cũng bọc đầu như vậy. Đánh rất chiến đến từ Vista. Rick rất cố gắng trong việc đấy. Ủa, cái giá phải trả là ở khu vực đường dưới thì đép vừa rồi lên bảng điểm số với một tình huống can thiệp 3 người của Nong Sim. Ông ăn trả bán em à? À không, tức người ta gọi là ăn miếng trả miếng thôi chứ. Nhưng mà dù sao thì ở khu vực đường trên cũng đã có một vài những cái lợi thế dành cho Angolai Sport. Hơi đáng tiếc bởi vì cái điểm hạ gục này nó lại rơi vào tay của Vista. Chính chủ đầu tiên chắc chắn sẽ thuộc về cho bên phía của Angolai Sport với việc mà lượng tiền được dành khá là nhiều dành cho Dudu ở khu vực đường trên này. Con sứ giả này nó mang lại nhiều lợi ích hơn dành cho bên phía của Angolai Sport. Có một cái lối chơi mà tôi nghĩ rằng cũng khá thú vị đến từ bên phía của Angolai. Đa phần là những các bạn có thường có thể thấy khi mà lựa chọn cốc mô Lulu thì đa phần những đội tuyển chuyên nghiệp sẽ đánh cho cặp đôi khu vực đường dưới. Dành tài nguyên dành cho cốc mô để có thể gánh đội và đằng sau nhưng bên phía của Angolai họ không làm điều đó. Họ tấn công ngược lại từ cánh trên của bản đồ để cho đép trở thành một vị tướng xạ thủ chim mồi. Đây là một tình huống khá là khác biệt đến từ bên phía của Hangwalai khi mà họ có được Vista. Và với một tình huống phá cốc thì Tinnus gần như không có được áp lực để có thể phản công người trở lại. Tốc muốn giải nguyên từ lửa thì mọi thứ đã quá chậm. Nhưng mà cảm giác là cái điểm hạ gục của Hangwalai nó đang không rơi vào đúng người ạ. Đây cái pha đứng trên này băng trụ 3 người và cuối cùng Vista là người ăn với hình như là phát đánh thường cuối cùng thì phải. Đó, phát đánh thường cuối cùng luôn. Nếu như mà Dudu ăn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây là cái pha mà Dep bị bắt. Con này bạn không có hỗ trợ với con Cosmo thì bạn sẽ bị hướng chín bởi các thành viên của đối phương mà thôi. Nhưng cũng đen nhá, Kalin ăn này. Rồi, cũng xem xem nhau thôi. Nhưng mà dù sao thì Kalin cũng được farm thì cũng căn bản là ai ăn thì cũng tương đối là ổn dành cho bên phía con Nong Sim mà thôi. Rồi cái áp lực đến từ Cosmo và Lulu sẽ được triển khai như thế nào đây khi mà Dep không dành tài nguyên, anh ta vẫn đang rất nỗ lực trong đủ trao đổi chi thức vượt trở lại. Sát chiêu hoàn hảo đến từ Chovy nãy giờ chưa có cơ hội để có thể sử dụng. Nhưng ngược trở lại thì người chơi đi rừng Arthur thì đang có tốc độ lên trang bị cũng tương đối là tốt. Chi hót huyết cũng đã có đến từ cái bàn Lee Sin của anh ta rồi. Trong cái bước tiến khá là ổn dành cho khu vực rừng của chính bản thân của Arthur. Dep đang có sở cấp độ 8. Nãy giờ anh ta được một mình hít kinh nghiệm ở khu vực mạng dưới của bản đồ và anh ta đang là người dẫn khá là nhiều điểm kinh nghiệm hơn so với Đốc Đam phía bên kia. Đốc Đam mới chỉ cấp độ 6 mà thôi. Áo 2 cấp độ đến từ xã thủ là một con số tôi nghĩ là cũng khá ổn, mặc dù Dep nằm xuống một lần nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề lớn dành cho Dep. Anh ta vẫn đang có một cái ngưỡng sức mạnh thăng tiến tốt với con máy cốc mò mà thôi. Nhổ chiêu cuối và anh ta bắt đầu bật cao xạ ma pháp của mình tấn công của đối phương. Kalin nuốt được Đốc Đam lại nhưng rõ ràng là sát thương của Dep nó đã bắt đầu được hình thành và khiến cho cặp đôi Kalin và Đốc Đam cần phải giải trừ. Như đã nói, cái combo Cosmo và Lulu rất là dễ để có thể vận hành với việc mà kích tốc độ di chuyển và tốc độ đánh được tăng thêm đến từ cái kỹ năng W và giúp nạp pick sẽ được gia tăng thêm cái lượng sát thương nữa. Thì đội hình đến từ bên phía của Hangwalai đang áp lực ở khu vực cánh dưới của bản đồ. Peanut cũng đang có mặt ở đây và có lẽ như món trang bị đầu tiên mà Dep hướng tới sẽ là một cái đao tím. Trước một cái áp lực khá là lớn đến từ Lập Lăng và con bài Rumble thì đao tím là món trang bị rất là cần thiết dành cho Dep để có thể thoát khỏi cái lượng sát thương đến từ những vị tướng pháp sư trong đội hình của phía Nong Sim. Và có thể thấy như mặc dù không được dồn tài nguyên nhưng mà Dep bắt đầu có tiếng nói với những tình huống cầu thủ máu liên tiếp và thật sự anh ta đang là người chủ động khu vực dưới này. Arthur vẫn đang có khá là nhiều bỏ ra khá là nhiều thời gian ở khu vực mặt dưới để muốn gank, nhưng một con mắt cắm khá là chí đến từ cặp đôi của Nong Sim ở khu vực đứng giữa là một pha mà Chovy vẫn đang là người làm tốt hơn ở cái kèo thi đấu này. Gori bị ép mất nội tại rồi và anh ta không sẽ không thể nào tiếp tục tự tin đứng lại khu vực đường của mình nữa. Đơn giản là Chovy vẫn còn sự mình sát triển hảo, nếu như anh ta chơi lớn hoàn toàn có thể set up được một tình huống gây sức ép của đối phương hay thậm chí là solo kill. Đối đầu với Chovy thì bạn cần phải vô cùng là cẩn thận, không thể nào một phút lơ là được vì đối phương sẽ ngay lập tức trừng phạt cái sai lầm của bạn. Chovy bị xích trúng và Gori có xích lần hai, đó làm xoay dọn nhưng không thành công. Chovy anh ta vẫn lướt lên với chiêu cuối của mình ngay lập tức lùi về, vậy là không có solo kill dành cho Gori. Cảm giác sát thương của anh ta hơi thiếu trong cái pha vừa rồi thì phải.
Có thể gọi là như vậy khi mà lượng sát thương gây ra là chưa đủ, và chưa kể đó Chovy cũng có tình huống né ám sao rọi cũng khá là tốt nữa. Và trước đó thì Chovy cũng hơi tự tin trong những cái tình huống cố gắng tiếp cận vào công trình của phía đối phương để bóc một lớp giáp trụ đầu tiên. Anh ta còn thiếu đi cho mình đó một hit đánh cuối cùng. Tuyệt nhiên tấn công đến từ Dudu ra khu vực giữa chủ động tốc biến. Nhưng đó là Dudu xử lý quá hay đến từ Doc Dam. Một pha có mặt kịp thời ở khu vực giữa, vừa hồi máu mà vừa có được một cú quy để có thể thêm cái khả năng hồi phục dành cho Gori. Outplay hoàn toàn đến từ Doc Dam. Cú tưởng không hay mà hay không tưởng, đến từ vị trí của Doc Dam, anh ta có mặt vô cùng kịp thời với tốc biến hồi máu của mình, vừa hồi phục và giữ chân được Dudu với cú W. Và mà tôi nghĩ là Dudu anh ta hơi tự tin thái quá, anh ta phải trả giá. Phía bên này là Rick với cú dịch chuyển, anh ta đang muốn bọc đầu, Dep là người bị kiệt sức và anh ta tốc biến để bỏ chạy. Fiesta cũng đã mất cho mình chiếc cuối khổng lồ hóa. Chovy bây giờ mới tới nhưng không có khổng lồ hóa thì liệu Chovy có bơi được vào hay không đây? Anh ta có gắn nem vào Pinot và quyết định lao thẳng vào giữa đội của đối phương. Anh ta có vòng gói nhưng không có đồng hồ dành cho Chovy. Phía đằng sau là cú dịch chuyển rút ám. Không, đó là tình huống cân đến từ Rick nhưng anh ta không thành công. Đẹp có được mạng và bên phía của Đông Sim mất người. Họ sẽ vẫn muốn lao vào giao tranh thì đó là tình huống dịch không thành công đến từ vị trí của Gori. Nó không giữ chân được đối phương. Giải mưa tên lửa khá đẹp. Đẹp là người đang gặp nguy hiểm. Fiesta không thể nào vào trong khung rồng để cover được. Và đó là rồng dành cho bên phía của Đông Sim. Nhưng phía bên này thì Pinot đang phải lui về. Chovy vẫn đang dướn lên và tấn công của đối phương. Kenley đang gặp nguy hiểm. Anh ta được hồi máu đến từ đồng đội nhưng Pinot đã phải nằm xuống rồi. Thì cũng lặn tốt đến từ Đông Sim, họ đang muốn lui về. Cú đá lưỡi tốt của Kenley và Hanfulai. Mặc dù họ có được điểm hạ gục nhưng họ mất con rồng 2. Một tình huống nỗ lực đến từ bên phía của Nong Sim cho pha 4v5 ở trong cái tình huống vừa rồi, nhưng mà họ không đủ lực để có thể dứt điểm được các thành viên đến từ bên phía của Hanwalai. Cái điểm được đến từ bên phía của Nong Sim đó chính là con rồng được Phoenix cướp khá là khéo trong tình huống xử lý vừa rồi. Những điểm hạ gục về mạng thì nó thuộc về cho bên phía của Hanwalai Sport. Và trong pha giao tranh này là pha giao tranh khá là ảo nha. Chovy anh ta chưa có sát chiêu hoàn hảo. Anh ta núp ở trong cái bom khói. Sau khi hết bom khói, anh ta chủ động tốc biến vào cái hàng không nổ và kích hoạt hàng không nổ, quay ngược trở lại cùng với những người đồng đội của mình. Rick thì không may mắn như Chovy, anh ta bị kẹt lại ở phía sau trong đội hình của phía đối phương. Cái cuồng thú nguyên của anh ta bị outplay bởi cái nổ lông cướp của Lee Sin, của Arthur. Nó khiến cho nó không gây được cái lượng sát thương và anh ta bị hạ gục nhanh chóng trong đội hình đến từ bên phía của Hanwalai Sport. Con rồng thì như đã nói, nó thuộc về cho bên phía của Nong Sim với pha trừng phạt chuẩn mực của Phoenix, nhưng sau đó họ rút về cũng không kịp, phải bỏ lại đi cho mình đó hai mạng hạ gục nữa. Hai mạng hạ gục được bỏ lại, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một pha mà Nong Sim họ cũng đã vô cùng cố gắng rồi để giữ lại cho mình con rồng thứ hai, thì cái con đường đến với linh hồn rồng nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ ngắn hơn dành cho bản thân của họ. Tuy nhiên có một cái điểm đó là đường giữa Hanwalai đang xanh, Chovy đã có được điểm vào cục đầu tiên và cái áp lực đến từ con bài Akali nó sẽ vô cùng rõ ràng. Cái phát giao tranh ở khu vực hang rồng đó là cái thời điểm mà Chovy anh ta không có sát chiều hảo. Nếu tôi nghĩ nếu như pha đó mà có sát chiều hảo thì cái áp lực nó sẽ lớn hơn rất là nhiều và Nong Sim thậm chí là họ sẽ rất khó để có được con rồng thứ hai. Và đó cũng là một cái phần may mắn dành cho bên phía của Nong Sim. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi mà Chovy anh ta có sát chiều hảo, có tay tên lửa hết stack để có thể tiếp cận, thì Nong Sim có giải quyết được cái vấn đề mà khi mà Chovy anh ta lao vào hay không, đó là một câu chuyện khác. Tôi nghĩ đó là tình huống chủ động tấn công đến từ bên phía Nong Sim á. Khi mà họ biết là Chovy đã không có chiêu cuối thì họ dịch chuyển thẳng xuống khu vực đường dưới. Rất may mắn là Vista đã có tình huống xử lý khá là ổn nha. Anh ta khổng lồ hóa để có thể giữ chân một ít thời gian đến từ Rick. Nó câu đủ khoảng thời gian để cho Dep có thể đào thoát với cú tốc biến và hồi máu của mình. Nếu như không thì đó sẽ là một đường mà chắc chắn sẽ bị bắt ngược trở lại đến từ Dep và anh ta sẽ nhanh chóng bị hạ gục. Và với một cái pha cố gắng ép như vậy thì đội hình đến từ bên phía của Nong Sim cũng không tạo ra được một cái tình huống trên cái bối cảnh là Chovy chưa hồi lại cho mình đó chưa cuối. Còn cái những cái diễn biến sau đó thì các bạn được thấy trong cái tình huống giao tranh vừa rồi. Rồi trong một khoảng thời gian ngắn thì đội hình đến từ bên phía của Hanwalai họ đã có được những cái bước tiến lớn dành cho đội hình của mình. Chênh lệch về tiền đang nghiêng về cho họ. Và Dep tưởng chừng như anh ta khó thở khu vực đường dưới, nhưng bây giờ anh ta vẫn đang farm tốt 143 chỉ số lính. Đao tím như đã nói được lên là món trang bị phần lớn là sẽ chống đi cái mưa tên lửa đến từ Phoenix và chưa kể đâu con bài lấp lăng đến từ Gori nữa. Ôi nhưng Dep không còn tốc biến, khai thác quá triệt để đến từ bên phía Nong Sim. Rất khó chịu. Một tình huống mà Kaelin anh ta ngậm Rick vào và sau đó kích hoạt cái du ngoạn thủy vực. Họ đáp xuống đúng cái chân của Dep luôn và bị bốc về, bởi vì giờ đấu trường thì bạn không có bất kỳ một cách nào để chạy nữa khi không có tốc biến ở trên người. Và tổ chức tấn công rất triệt để đến từ Nong Sim và họ đang muốn bắt vào Chovy, nhưng cái độ cơ động đến từ Akali giúp cho anh chàng này tự có thể an toàn được trong những cái pha truy đuổi của Nong Sim Redford. May mắn dành cho Hanwalai là ở thời điểm hiện tại không có mục tiêu lớn để Nong Sim họ có thể ăn, vì vậy nên Hanwalai họ cũng không quá lỗ. Gori tiến lên nhanh ta stick không trúng vào Vista. Cú stick thứ hai thì cấu đi được khá là nhiều máu.
nhưng cái trụ một đường giữa của họ vẫn bị sứ giả nó hút một phát và nó không còn quá nhiều máu nữa. Một cái điểm đáng khen dành cho Nông Sim trong những tình huống kiểu dạng shot call của họ rất là chí mạng nha. Những cái tình huống mà kiểu dạng họ tận dụng những cái tài nguyên của phía đối phương chưa hồi lại á, họ liền thiết lập những cái tình huống giao tranh. Ví dụ pha này thì Dev không, gần như không có đủ cơ sở để có thể chạy nữa. Ok. À, bọc phía sau với con set có cả tốc biến và hủy diệt chạy nữa thì Dev chạy bình trời. Khó. Ok. Và đấy là do Nông Sim họ làm tốt quá. Không thể nào trách Dép quá nhiều được, bởi vì cái tình huống đó anh ta cũng đã đứng cố gắng lui về và đứng ở trong cái trụ một đường giữa rồi. Những cái khả năng tiếp cận của Nông Sim là vô cùng cao và họ bắt được xạ thủ của đối phương. Dép mặc dù nằm xuống 3 lần nhưng chỉ số lính của anh ta vẫn đang làm ổn. Và nói về chỉ số lính thì chúng ta thấy là Sovi anh ta đang còn làm tốt hơn với 215 CS ở phút thứ 19. So với Gori ở phía bên kia là độ 60 đúng không? 5-60 gì đó. Một số rất là lớn ở khu vực đường. Chúa tể phạm lính, ông hoàng kiểm sắc lên đến từ Châu Vi. Kinh khủng khiếp. Không biết là trong cái sự nghiệp thi đấu của Châu Vi thì anh ta hụt bao nhiêu cái con lính ở trong dàn đi đường nữa. Cực kỳ, tôi nghĩ là nó cực kỳ ít. Còn ngược trở lại thì Dex sẽ như thế nào đây? À, có lẽ như anh ta đang là người thấm nhuần nhất cái câu nói kiểu dạng muốn đi xa thì đi cùng Lưu Lưu, còn muốn đi bụi thì đi mình. Mỗi tình huống anh ta đi một mình thì hầu như là bị bắt chết bởi các thành viên đến từ bên phía Long Sim. Dép khá là tự tin trong những pha mà anh ta được búp bởi Lulu, Gori. Anh ta tiến lên với biến ảnh nhưng có vẻ như cũng chưa xích được ai cả. Bạn vẫn cần nên cẩn thận nhé, bởi vì nếu như biến ảnh thẳng vào mặt của Vesta sau bị hóa cóc thì cũng hơi nguy hiểm. Chovy, à không, đó là vị trí của Gori. Anh ta vẫn đang cố gắng trong cái việc sử dụng combo của mình và làm mềm đội hình của đối phương trước, nhưng nãy giờ nó vẫn chưa mang lại một cái hiệu quả quá rõ rệt dành cho phía của Nông Sim. Đây là khoảng thời gian mà con rồng thứ 3 của bản đồ nó xuất hiện. Nông Sim, cả Nông Sim và Hanwadai đều muốn có con rồng này. Đơn giản vào một bên thì chuẩn bị có rồng 3, cái áp lực sẽ là rất mạnh. Phía bên này là Gori, anh ta lao thẳng lên nhưng bị tấn công bởi Chovy, đó là cú tốc biến bỏ chạy Gori còn quá thấp máu. Hắc Ám soi rọi để cố gắng cover. Elite quá thấp máu, đó là mạng dành cho Arthur. Ở phía đằng sau thì bên phía Hoàng Quan Lai đang chặn thẳng lên cú mưa tên lửa dài ngược trở lại đến từ Pinus. Nhưng Viesta cũng đã có được mạng của Rick, ba người phải nằm xuống của Nông Sim và đây sẽ là con rồng đầu tiên dành cho Hoàng Quan Lai. Đó tình huống tấn công rất nhạy cảm đến từ Chovy, rõ ràng là như vậy. Khi mà Gori biến ảnh ngay lập tức, đó tình huống sát chiêu hoàn hảo lần một của Chovy đã có thể cố gắng tiếp cận và sau đó anh ta sử dụng sát chiêu hoàn hảo lần hai và găm được cái E vào người của Gori và sau đó anh ta dứt điểm được luôn cả đường giữa đến từ bên phía của Nông Sim và đồng thời điểm đó chia cắt được đội hình đến từ bên phía của Nông Sim trong tình huống giao tranh vừa rồi. Và lần này Dev phối hợp cùng với Vista có một cái lượng sát thương theo thời gian ổn từ dàn ngoài và đội hình đến từ bên phía của Hanwalai thành công cho cái pha tấn công này. Đây chúng ta hãy cùng xem lại cái tình huống đến từ vị trí của Chovy. Anh ta vô cùng nhạy cảm trong cái pha combo của mình và Gori mặc dù đã lùi ra rất sâu nhưng vẫn dính E của Chovy, anh ta nằm xuống. Với đồng hồ thì Chovy thừa sức để anh ta câu giờ và sau được nuốt lại bởi vị trí của Lulu. Pha giao tranh mà Chovy vẫn là một trong những người giúp cho Hanwalai họ có được khá là nhiều lợi thế trước những cái tình huống 5v5. Họ có được cho mình 3 để mạo gục cùng với con rồng đầu tiên của ván đấu, ngắt cái mạch rồng đến từ bên phía con Nông Sim. Và chúng ta có thể thấy cái mưa tên lửa tung ra khá là trễ dành cho Pinus và nó cũng không có tác động lớn trong cái tình huống giao tranh vừa rồi nữa. Một mình set của Rick ở phía bên trong thì anh ta không đủ lực để hệ tấn công Dev, mặc dù anh ta nhắm vào xạ thủ bên phía đối phương đó. Nhưng mà lần này thì Vista đứng bên cạnh Dev có khả năng để có thể cover, có khổng lồ hóa dành cho Dev. Thì Dev với một lượng máu thấp thì anh ta vẫn sống sót. Cung phong linh cũng đã được lên đến từ Dev rồi, gia tăng thêm một chút đôi phần cái độ cơ động dành cho bài cốc mo này. Cung phong linh và đao tím, hai món đồ lớn dành cho chịu Dev. Phía bên này thì Arthur bị xích nhưng anh ta có đủ cái khả năng di chuyển để có thể lui về được, không có quá nhiều nguy hiểm dành cho Arthur. Chovy rất tự tin, rất ở thời điểm hiện tại anh ta đang có sở hữu cho mình hai đồng hồ, một đồng hồ cát và một đồng hồ ngưng động, thì việc mà Nông Sim có thể bắt được Chovy bây giờ vô cùng khó. Một vị tướng có khả năng cơ động cao như vậy mà Chovy anh ta lên hai cái đồng hồ thì sao bắt được ta? Tốc đàm phía bên này gặp nguy hiểm, đó là tình huống nốt tốt đến cho Kaelin. Dù sao thì cái lượng sát thương của Dev ở thời điểm hiện tại nó cũng đang khá là nhiều, thêm cái khả năng buff đến từ Vista nữa, cái áp lực vẫn đang là có và Đông Nam cần phải cẩn thận hơn trong những cái pha di chuyển của mình. Dù hoạt thủy vực lại xuống khu vực đường dưới và đây sẽ là một pha 3 đánh 1. Lulu anh ta đã không còn chiêu cuối nữa rồi, tốc biến bỏ chạy phía bên kia, tốc biến theo đến từ Rick và đó là cú đá lưỡi liên tục của Kaelin. Những khoảng trống mở ra để Hanwalai họ tấn công vào khu vực hang Baron và liệu Nông Sim họ có thể tới Baron hay không thì tôi nghĩ thời gian là có. Hanwalai tấn công vào Baron nhưng mà nó chưa thực sự là nhanh. Một cái điểm trừ đó là mắt của họ không có nhiều.
và Nông Sim đang dần dần muốn lấy lại quyền kiểm soát ở Baron. Bắt đặt tìm đã được cắm xuống đến từ vị trí của Đốc Đam, nhưng chưa có quá nhiều người ở đây Gori xuống và anh ta muốn làm mềm đội của đối phương, cú đấm trúng đến từ Đốc Đam, nó giữ chặt được Fiesta, mưa tên lửa được giải và đó là Baron dành cho Anvolai. Họ tấn công vào Chovy, người đang đứng ở trong bóng khói có gắn E lui về Gori, cố gắng tiếp cận nhưng chưa đủ sát thương để hạ gục đối Chovy. Anvolai có lẽ họ sẽ lui về với cả ba người. Những nỗ lực cuối cùng đến từ, xin lỗi, những nỗ lực vừa rồi đến từ bên phía của Hanwalai đã giúp cho họ có được cho mình đó bù lại Baron. Dudu bị bắt ở khu vực đường dưới nhưng cái giá phải trả dành cho bên phía của Nông Sim là quá lớn. Họ phải tốn tận 3 người, họ tốn cả hỗ trợ, tốn cả đường chơi và chưa kể đó Phoenix cũng có mặt ở đây. Phoenix thật ra cũng khéo nha, bởi pha thi đấu này anh ta để lại cái chiêu cuối để có được cái tác động trong cái giao tranh ở tình huống tiếp theo, chứ anh ta không tung ra cái chiêu cuối vội. Nếu như anh ta tung ra cái chiêu cuối vội thì trong pha giao tranh tiếp theo bỗng nhiên là đội hình đến từ bên phía của Nông Sim sẽ thiếu hẳn đi cho mình đó lượng sát thương. Và cái quyết định Rush Baron là một cái quyết định rất thành công dành cho bên phía của Hanwalai. Họ đủ khả năng để có thể đào thoát, mặc dù mất đi cho mình đó một vài những cái phép hỗ trợ tốc biến hoặc là một vài những cái chiêu cuối như là sát chiêu hoàn hảo đến từ Chovy, nhưng bởi vì họ ăn được Baron nên mọi thứ vẫn đang tương đối thành công dành cho bên phía của Hanwalai Sport. Pha đáp trả tốt của Hanwalai khi mà họ để cho Dudu làm mồi nhử câu rất nhiều thời gian và sau đó tấn công vào Baron và lui về được với ba thành viên. Đó là một pha mà Nông Sim mặc dù họ cũng đã vô cùng cố gắng nhưng cái tài nguyên để có thể chuyển đổi của họ là không còn nhiều. Thậm chí pha đó Gori anh ta tấn công vào Sovi và bị cái lượng máu của anh ta tụt sâu á, anh ta cũng không quyết định là tiếp tục tấn công nữa. Lại là một pha bắt vào Dudu. Đây là một trận đấu mà tôi thấy Nông Sim họ không biết là có cái ý định gì với Dudu hay không. Nãy giờ thấy bắt lẻ hơi nhiều. Nhưng lần này thì cái áp lực ở cái cánh thì rõ ràng là khác, bởi vì bù lại Baron sẽ được phát huy rất là triệt để dành cho bên phía của Hanwalai Sport. Có thể thấy bên phía Nông Sim họ cố gắng để có thể bắt lẻ phần nào đó hạn chế đi cái tốc độ đẩy cả ba đường dành cho bên phía của Hanwalai Sport. Những cái giá phải trả rõ ràng hai trụ dành cho bên phía của Hanwalai, và Hanwalai cũng đang tự để có thể giảm thiểu những cái rủi ro bằng việc quay ngược trở về nhà, sử dụng nguồn tiền và chuẩn bị tranh chấp có một tình huống giao tranh cùng với bên phía Nông Sim ở cộng đồng nguyên tố thứ tư ở bảng thi đấu. Nông Sim có vẻ như không muốn bỏ con rồng thứ tư này và họ đã bắt đầu chủ động để di chuyển ra, mặc dù hai bên cánh thì vẫn là đợt lính đẩy dành cho Hanwalai, nhưng Nông Sim quyết định là họ khởi động rồng trước. Arthur sẽ là người tiếp cận và đó là cú dịch chuyển xuống đến từ Viago, cú nuốt thành công nhưng Pinus cũng đang làm cú nguy, anh ta vẫn trừng phạt và giữ được rồng dành cho bên phía của Nông Sim. Phía bên này là Pinus, anh ta về được Gori, xích được một người, đó là vị trí của Arthur. Và Nông Sim họ thành công với việc giữ lại được rồng 3 dành cho mình và không mất bất kỳ một ai cả. Ván thi đấu này tôi cảm giác cả hai đội tuyển đều đang làm khá là tốt cho những cái cú mà kiểu dạng kêu gọi ngắn, những cái tình huống quyết định của họ, những cái pha mà rush mục tiêu tương đối thành công dành cho cả hai đội tuyển. Cái nhịp biến về có bù lại Baron là rất nhanh đến từ bên phía của Hanwalai Sport chứ không phải là không. Nhưng họ vẫn không kịp để có thể có mặt ở xung quanh khu vực hang động này. Một tình huống mà Chovy cũng như là Arthur đã có thể cố gắng để có thể câu kéo nhưng mà Phoenix vẫn lúc rút lui được với một cái lượng máu không nhiều lắm của mình. Có một cái điểm nữa là đáng lẽ ra Hanwalai họ có thể giữ lại được rồng cho họ rồi ạ. Nhưng mà cái cú trừng phạt căn đam đến từ Arthur nó không thành công và cái lượng đam cuối cùng để dứt điểm con rồng nó lại đến từ mưa tên lửa của Phoenix. Và đó là rồng 3 dành cho Nông Sim. Tiếp tục là Đốc Đam và Kelly, nhưng đó là cú tốc biến được đầu tư đến từ Chovy rất an toàn và anh ta lui về. Sau đó hơi đen chút xíu dành cho Arthur khi mà cái lượng sát thương trừng phạt vừa rồi là không đủ để thể dứt điểm con rồng. Non đấy. Đồng ý. Hơi. Non đấy. Và đây là non chứ đen gì. Ok, cũng non cũng được. Thật ra non đối với ai không biết, nhưng mà ví dụ đối với tôi đó, lời khen, ai khen tôi non tôi chịu. Chứ giờ mà khen già thì chịu, thua đó. Hơi nhạt chút xíu nhưng thôi, quay trở lại với ván thi đấu này. Đây là ván thi đấu mà những cái lợi thế đang thuộc về cho bên phía của Hanwalai Sport, với một cái lượng chênh lệch về tiền là con số 10.000 rồi. Một đội hình đang rất nhiều sát thương đến từ bên phía của Hanwalai, họ đang có lợi thế về lượng trang bị nữa, thì cơ sở để có thể gia tăng thêm quả cầu tuyết này và dứt điểm ván thi đấu này vẫn sẽ thuộc về cho bên phía của Hanwalai Sport. Hanwalai họ vẫn mặc dù rồng 3, có rồng thứ 4 của ván đấu rơi vào tay của Nông Sim và giúp cho Nông Sim có được rồng 3, nhưng ở thời điểm hiện tại thì những cái vị trí của Hanwalai họ vẫn đang mạnh. Tôi nghĩ là như vậy, với Dudu, với Chovy và thậm chí là Dep nữa, cái lượng tiền thưởng vẫn đang treo trên người các thành viên Hanwalai và cái thế trận của họ vẫn đang giữ được, với việc là ba cánh đang đẩy mạnh và cái trụ một, ba trụ một của họ vẫn chưa mất nhá, họ chưa mất bất kỳ một cái trụ nào cả.
cái khoảng cách về trụ là 6-0 và điều này sẽ giúp cho có quyền kiểm soát chủ động hơn ở hai bên cánh. Nhưng chúng ta cũng phải dành lời khen dành cho Nong Sim bởi vì là những cái trụ ngoài của họ đã không còn rồi, nhưng bằng một cách nào đó họ vẫn tìm cách để giữ lại được những con rồng dành cho mình và thoát lui an toàn. Một cái điểm cộng cũng rất là lớn dành cho Nong Sim, và tôi nghĩ là điều đó cũng giúp cho họ, đó là lý do vì sao mà thời điểm hiện tại họ đang ở trên top đầu bảng xếp hạng và chỉ xếp sau Gen Z mà thôi. Mặc dù bây giờ trên lệnh là 10.000 tiền nhưng cơ sở để có thể giao tranh vẫn là có dành cho vị trí của Nong Sim Sport chứ không phải là không, bởi vì cái đội hình này là một đội hình mà có cái lượng sát thương chồng rất là lớn, và trên cái bối cảnh là bên phía của Hanwha Sport không có vị tướng chống chịu thì họ phải viện vào những cái đồng hồ để tránh đi một cái pha kiểu dạng combo combo sốc chết một mục tiêu chẳng hạn. Thì cũng có đồng hồ luôn đến từ bên phía của Hanwha Sport, 4 cái đồng hồ rung động, và chưa kể đó đồng hồ cát được sở hữu đến từ Chovy nữa. Nãy giờ chưa có dịp để có thể sử dụng cái đồng hồ ngưng động thì sẽ mở ra nhiều cái cơ sở hơn dành cho bên phía của Hanwha Live. Nhưng như đã nói, Nong Sim có được 3 rồng nguyên tố, cơ sở để hình thành linh hồn rồng nước ở trong bảng thi đấu này vẫn sẽ là có. Và ở thời điểm hiện tại thì vừa rồi, ở thời điểm hiện tại thì thực ra thì Doc Dam cái lượng sát thương của anh ta cũng đang khá là ổn, đánh càng về sau thì cái sát thương đến từ Senna nó cũng vô cùng nhiều. Nếu như họ có được cái linh hồn rồng nước, cái khả năng hồi phục đến từ Nong Sim nó sẽ rất là cao. Hanwha Live, tôi mới chỉ nhìn thấy một cái Morello trên người của Chovy để giảm hồi máu thôi, còn những cái vị trí còn lại thì chưa. Và điều này tôi nghĩ là họ vẫn nên cân nhắc. Rick đang tiến ra và anh ta ngay lập tức bị bắt cú W tốt đến từ Doc Dam. Nhưng Rick đang cố gắng chạy về, đó là cú nốt tốt đến từ Kaelin. Nhưng Chovy vẫn đang muốn lao lên, anh ta bị kiệt sức, chưa có sát chiêu nào lần tiếp theo. Và phía bên này là Rick, anh ta có cú bom tốt hắc ám soi dọi đến từ Doc Dam, nhưng không thể nào giúp cho Rick có thể lui về được, cả sát thương là vô cùng nhiều. Bây giờ thì Ori mới tới nhưng hơi muộn, và anh ta vẫn chưa thể nào gây sức ép lên cái đội hình còn lại của Hanwha Live. Lợi thế về người, và không biết Hanwha Live họ có muốn ép Baron hay không, khi mà cái lượng máu đến từ Dudu tôi thấy cũng không còn quá nhiều. Bên cạnh đó là chiêu cuối cũng không còn nhiều, họ mất đi 4 chiêu cuối quan trọng hơi dành cho bên phía của Hanwha Live Sport. Bắt đầu có tín hiệu chết sai dành cho bên phía của Nong Sim. Họ vẫn đang còn đủ lượng sát thương để thể quay ngược trở lại nha. 20 giây nữa Rick sẽ đáp xuống ở trên bản đồ. Wow, Dudu lao thẳng vào nhưng đó là tình huống nốt, nuốt tốt đến từ vị trí của Kaelin. Pinup ấn động của câu giờ, nhưng Kaelin đã phải lấy bản điểm số khi mà Depp anh ta được bắn. Gori không có chỗ chơi, double kill dành cho Depp, và Gori bắt buộc anh ta phải dùng cái biến ảnh của mình để lùi về. Đây sẽ là con Baron dành cho Hanwha Live. Một tình huống quyết định rất chớp nhoáng, bật ngược trở ra và tấn công của đối phương ở một cái góc vô cùng hẹp. Cái khả năng quẩy đến từ cả Chovy cùng với vị trí của Dudu là đủ. Pha thi đấu này thì có thể thấy Rick cũng như là Doc Dam cố gắng để có thể chấp đi cái lượng tầm nhìn mà thôi. Tại thời điểm đó thì Venus đang cướp con bùa đỏ đến từ bên phía của Hanwha Live Sport, và 5 thành viên đến từ bên phía của Hanwha Live thấy được cơ hội để tấn công, họ tràn lên và cái sức ép tấn công cũng tương đối là lớn nha. Nhưng hơi đáng tiếc là họ chỉ dứt điểm được một thành viên bởi vì cái khả năng phòng vệ đến từ Gori và Venus đã quay ngược trở lại trong tiểu vừa rồi. Mưa tên lửa cũng đã được rải ra, và cái quyết định mà kiểu dạng mở giao tranh đến từ Dudu là cái quyết định mà tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì như đã nói, như tôi tiếp tục là giao tranh. Lúc đó đã thu về trong thi của Nong Sim, và đây xem tình huống cố gắng phản công ngược trở lại dành cho thi của Hanwha Live Sport để coi một thành viên đó chính là Rick đã phải lên bảng điểm số, còn phía bên kia thì Vista cũng đã phải nằm. Bằng một cách nào đó mà Gori anh ta có thể giữ lại được linh hồn rồng dành cho Nong Sim, và trận đấu này nó vẫn đang khá là khó đoán. Chovy trước mặt của anh ta là 3 cho đến 4 người gì đó, 4 người thôi. Chovy có 2 đồng hồ, anh ta ấn đồng hồ cắt trước nhưng không vẫn dính cú đá lưỡi của Kaelin, vẫn chạy được. Gori có muốn lên không? Không, không có quá nhiều tầm nhìn đến từ Nong Sim, họ quyết định bỏ. Căng quá. Chovy vẫn chưa nằm xuống bất kỳ một lần nào cả trong kèo thi đấu BO3 này. Và đây là tình huống khu vực hang rồng, người cướp được con rồng đó chính là lớp lăng của Gori, với một tình huống tiếp cận tốc biến của anh ta chủ động để có thể kích hoạt cái biến ảnh lần hai. Set của Rick lao vào đóng vai trò là chim mồi và thu hút các thành viên đến từ bên phía của Hanwha Live Sport. Vẫn là một vài những cái điểm sáng đến từ đội hình của tướng Nong Sim, chứ không phải là con họ những cái kỹ năng cá nhân của mình và những cái thời khắc kiểu dạng cá nhân đó. Họ đã mang lại những cái lợi thế nhất định dành cho đội hình của mình. Cái này chắc mình phải xin lỗi Pinup chút xíu, nói chuyện lên cái giọng của Pinup. Nhưng mà có vẻ như là Pinup anh ta cũng rất hài lòng với cái màn trình diễn vừa rồi của Gori. Đó là một pha mà Hanwha Live ăn rồng nhưng không có Arthur ở phía bên cạnh, họ không có trừng phạt, và nó cũng là một cái tình huống 50-50. Một cái điểm để cho Gori anh ta có thể vin vào và kéo lại được một tia hy vọng ăn được linh hồn dành cho bên phía của Nong Sim, và anh ta làm được điều này. Nhưng cái áp lực đến từ của Le Baron nó đang khiến cho Hanwha Live vẫn giữ được cái nhịp đẩy đến từ cả đường giữa cũng như là khu vực đường trên.
cú đấm trúng đến từ chỗ độc đàm phía bên này thì Chovy bắt được Pinus. Pinus tốc biến bỏ chạy, anh ta có giáp được búp đến từ chỗ độc đàm, nhưng đường giữa đã có trụ dành cho Dep. Cái khả năng bào giữa công trình của anh ta bây giờ đang là vô cùng cao với cao xạ ma pháp và cái khả năng búp đến từ Fiesta. Khả năng sẽ là hai đường dành cho Anguilai. Cú xích của Gori không thành công và Kelly đang gặp nguy hiểm, anh ta bị bắn liên tục bởi đối phương. Phía bên này thì độc đàm ngay lập tức bốc hơi, không còn nuốt đến từ chỗ Kelly nữa, anh ta chỉ nuốt được Gori mà thôi. Rick ở phía bên này cũng đã phải lên bản điểm số double kill dành cho vị trí của Dudu. Và đó là một tình huống mà không ai động vào Dep cả. Anh ta quá thoải mái trong việc gây sát thương. Và khả năng Hangolai sẽ muốn kết thúc bản đấu này và cân bằng tỷ số 1-1 so với Nông Tim khi phía bên kia đối phương chỉ còn lớp lăng và tam ken mà thôi. Những cái chân thường không thể nào phòng ngự cái trụ được cả. Trụ 1 bảo vệ nhà chính, trụ 2 bảo vệ nhà chính, Phoenix có mặt nhưng cũng không để làm gì hết. Anh ta không thể là tiếp cận được, bị Chovy lùa. Và Chovy đang muốn có thêm điểm hộp, anh ta dứt điểm được người chơi đi rừng của đối phương. Và đó là chiến thắng ở game thứ 2 dành cho Hangolai Sport. Chovy muốn ác thiệt chứ, với con bài Akali một trong những con chiến mà cần phụ thuộc. Cần phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi. Và rõ ràng là với con Akali này của Chovy thì Chovy đã gây được rất nhiều áp lực dành cho đội hình đến từ bên phía của NoSim. Cái đoạn về sau thì chúng ta có thể thấy với cái việc mà trang bị ao hoàn toàn đối với Akali thì Chovy một mình khuấy đảo hoàn toàn ở phía sau đội hình đến từ bên phía của NoSim, thậm chí là anh ta ép cho Phoenix phải lui về cái bệ đá cổ để có thể hồi phục. Và trong một cái bối cảnh là con tóc mò 3 món trang bị rưỡi được bắn free shot thì đó sẽ một cái pha giao tranh tan vỡ dành cho bên phía của NoSim. Chiến thắng ván thi đấu thứ hai thuộc về dòng thi của Hangolai Sport. Chúng tôi sẽ